Dạ, bữa nay chị bán cả ngày luôn hả chị ha? Hồi đó chị bán đến 12 giờ trưa, 1 giờ gì là hết chứ. Dạ, giờ theo yêu cầu của khách cho nên bán nguyên ngày luôn. Rồi hàng nó vẫn như vậy hả chị? Hàng đâu? Hàng SL khác, cái chuyện khác. Dạ, à chiều là khác. Để quán hẳn á. Dạ. Không, buổi chiều lên đồ khác chứ, không hỏi mà khác, bữa nay khác. Buổi chiều lên đồ gói. Mở là bán có một buổi thì chiều là 4 giờ hết đồ. Tôi lấy 100 à. Lộ ra ngoài ngoài lấy 200 ngoài đi, lấy bự ngoài 200 ngoài. Rồi con sò dương ở đây nè, nó to ghê không? Hàng đây là cực phẩm luôn á, cực kỳ chất lượng luôn. Bữa nay quán ốc là chỉ bán nguyên ngày luôn cả nhà, thì cả nhà có thể đi đến bất cứ giờ nào, 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Hồi đó thì bán có buổi sáng thôi, cho nên là đôi khi mình ăn nó giờ giấc nó hơi hạn hẹp. Đây là sò điệp. À, ốc tỏi nó cũng rất là to luôn. Con ốc tỏi. Và đây còn có món tôm tít nữa. À không, đây là tôm mù ni. Tôm mù ni. Mà cắt ra nướng ra nước mắm rồi. Ừ, tiền nào của nấy à. Dạ. Ăn ai hả biết á, người ta ăn chứ con nhỏ xíu vậy nó nhão, thật chứ nhão á. Đúng rồi. Còn tỏi thì cắt rất là giòn. Cái này là cắt ra nướng nướng với nước mắm á. Rồi đây chị bán thì không có lời nhiều, để đi. Bán đây khu dân lao động. Dạ. Không phải là bán đồ mà bạn cho khách ăn ngon đó thằng chị. Dạ. Ốc bình dân á cả nhà. Mà toàn hàng ngon hết không à. Ốc nhung mà anh chị. Dạ. Ốc đỏ đây cũng mắc tiền lắm nè, ốc đỏ này ngon lắm nè. Dạ. Rồi cái này là ốc mỡ. Ốc mỡ. Cua là cua da không ha. Dạ. Cua là cua hai da này nhiêu ký chị? Cua này là 700 ngàn một ký. 700 ngàn. Thấy không? Ủa, rồi, thấy rồi nha. Cua hai da ngon cực kỳ luôn. Cái này giống như cua gì ba bán hồi xưa đó, cua hai da đó. Ở đây bán thôi chị với bình dân chứ đồ ăn đồ ngon không? Cua thịt chơi rẻ không ăn. Dạ. Đây này tên quán ốc bình dân nhưng mà ăn toàn đồ cao cấp không à? Toàn con to không à? Giá hả chị ha? Yeah.
mềm lắm, thơm. Ở chỗ kia ăn á, họ cắt họ luộc dai đây 5 tí, luộc 5 tí. Chừng nào em luộc đủ độ nó là nó lên cái mùi thơm liền. Và nó mềm chứ nó không có mềm nó bay mùi thơm lên. Cái này phải luộc lâu hả chị? 5 tiếng. 5 tiếng luôn hả? Ồ. Mềm lắm, thơm lắm. Tên ốc bình dân nhưng mà ốc cao cấp quá nên ốc bình dân nữa. Giờ quán bán cả ngày luôn. Rồi đây là con sò mai rất là to luôn. Con dịu dàng không? Chan miếng nước mắm vô đi. Nói hồi luôn. Ngon hết sạch.